Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì em lại mới về một cái loại máy bơm áp lực mẫu mới, loại 12V 240W các bác ạ. 12V 240W, đây là cái mẫu mới bên em mới về. Mẫu này thì cái ưu điểm của nó là nhiều nước, áp suất của nó thì nó cũng chỉ khoảng 1,8 MPa thôi. Thì mẫu này thì nó có hình dáng hình thù như thế này, sử dụng cái dơ le chìm ở trong đầu bơm. Dơ le chìm đây chính là dơ le của nó này đó, thì bên em nhập luôn cả một đống dơ le này về để cung cấp cho các bác nếu bác nào cần đấy. Con này thì cái đầu bơm của nó là cái đầu cũng ra khá nhiều nước, lưu lượng 20 lít trên phút, 20 lít trên phút, áp lực của nó là 1,8 MPa các bác ạ. Nhưng còn cái dơ le ở cuối đầu bơm này thì người ta cài đặt ở áp lực là 1,5 MPa. 1,5 là máy bơm nó sẽ ngắt rồi. Ốc này là cái ốc mà để chúng ta có thể điều chỉnh ngắt sớm rồi ngắt chậm này đó. Con này thì nặng là 4 cân 4, 4,4 kg, nhìn cũng chắc chắn đấy, nhìn cũng hầm hố chắc chắn các bác nhá, cũng nặng nặng hầm hố chắc chắn. Con bơm này thì ứng dụng các bác có thể sử dụng để bơm phun thuốc sâu đấy, phun thuốc sâu cái kiểu mà phun nhiều bét ấy, phun nhiều bét thì loại này nó phù hợp. Chứ còn nếu mà phun bằng súng thì nó cũng không phù hợp lắm nhé. Phun bằng súng sẽ có mẫu bơm bơm nén áp suất cao hơn thì nó phun bằng súng phù hợp, còn mẫu này thì nên sử dụng là phun nhiều bét, bét lớn, lỗ lỗ to đó. Thì đối với cái dòng này thì lưu lượng của nó cao hơn so với các cái dòng khác, nhưng cái áp suất của nó nén thì cũng lại thấp hơn một chút, bởi vì là cùng một công suất nhưng mà cái lưu lượng ra mà nhiều hơn thì cái áp suất của nó sẽ giảm xuống một chút. Thế thì là quan trọng là chúng ta sử dụng cho cái mục đích gì, rồi là cái béc chúng ta sử dụng là loại béc gì để chúng ta lựa chọn máy bơm làm sao cho nó phù hợp. Bên em thì có rất nhiều các loại dòng khác nhau. Thế thì bác nào mà cứ mua hàng cần dùng kiểu gì thì cứ liên hệ qua hotline của em để em tư vấn cho các bác cách chọn bơm cho nó phù hợp nhất. Bởi vì nếu chúng ta mà chọn sai máy bơm ấy, không đúng cái mục đích sử dụng, rồi là sử dụng không đúng cái béc phun thì bơm nó rất nhanh hỏng. À, đặc biệt là cái đầu bơm này nếu mà sử dụng không đúng cách nó sẽ bị bể đầu bơm, bởi vì là mỗi con bơm sinh ra thì nó đều có một cái chức năng, cái nhiệm vụ nó khác nhau các bác ạ nhé, chức năng nhiệm vụ khác nhau. Mà nếu chúng ta mà sử dụng không đúng cách thì tuổi thọ của nó sẽ giảm đi, còn nếu chúng ta sử dụng đúng cách thì nó rất là bền và an toàn. Nói chung là mỗi cái lô dòng thì nó sinh ra đều có một cái mục đích riêng hết, không bỗng dưng gì mà người ta lại sản xuất ra rất nhiều loại các loại khác nhau như thế này. Mục đích của con này thì như em nói rồi, bơm phun thuốc tới lan, rồi là bơm nước đẩy cao đẩy xa và nhiều mục đích khác nữa. À, phụ kiện thì có lọc nước này, túi phụ kiện này, rồi là có ống hút như các loại dòng bơm khác thôi, ống màu đỏ đỏ đấy. Ngoài ra thì dơ le em đây, dơ le chìm của em nhập về một đống để thay thế khi cần. À, bác nào cần thì cứ ới em câu là em có nha. À, video này em xin kết thúc tại đây ạ. Xin chào các bác.